2 tháng lương cho việc clutch. Hãy làm được em ơi, ai thắng luôn. Vãi cả lồ, tôi yên tâm rồi, tháng nay ấm no hạnh phúc rồi. Đấy, tháng lương cơ mà. Nhẹ nhàng, easy, điệt vãi. Mẹ con bốt cày hách, xấu vãi rồi. Đẩy đi, đẩy đi. Nhặt off đi, đi thẳng vào nhà nó. Nhặt off đi em ơi, rồi chạy luôn. Chạy thẳng đi. Không phải ngắm gì đâu, chạy thẳng đi, nó ở trong bê hết rồi. Chạy đi, đúng rồi, chui vào đi. Trong chui gốc cây, đi sau gốc cây, nấp luôn. Đấy, vào sau bức tường này nấp. Kê về hướng bên thẳng mặt mày thôi, đấy đứng sau bức tường đấy, kê vào đây đúng rồi, chuẩn rồi, thắng rồi, địt mẹ mày thắng 100% luôn, đấy, xử lý chỉ thế này thôi em ơi, nó chạy sau lưng là mình nghe thấy mà sợ lồn gì, mình chỉ bắn mày trước mặt thôi, đấy, bay lồn, ui làm cái lồn đi đây, địt mẹ mày, lồn mẹ là vô tốt, địt mẹ mày, địt con mẹ bố mày nó dạy cho mày như thế mà mày địt mẹ bắt đầu ọp, lồn mẹ mày. Địt con mẹ mày, toàn làm trò bò này. Anh là lồn. Thôi anh, tìm xua này, tìm xua đâu. Địt mẹ mày. Khổ ọp 4.700 đô đấy em ạ, đéo phải rẻ đâu. Các bước đi em lẩm thính em cho anh lại đi đâu. Đi lo, cương luôn được thì cương, anh giúp xử lý thoải mái đi. Chưa 86 rồi. Bom đẹp nhá. Ôi đừng cái lộ tiếng, trời ơi. Địt mẹ, tại sao em cầm bom như quả gì đấy à? Địt con mẹ mày, là do em cầm bom cho em xem nào. Toàn phải đi đặt bom mà địt mẹ cay mấy lồn. Nó đặt bom xong địt mẹ bị bom một đít làm cái lồn nó được giờ. Cái lồn gì đấy? Chưa chơi Overwatch à? Mày lồn flash cái lồn gì đấy? Đừng nè em. Cái địt mẹ. Cho flash này. Ai ai để qua cho em cái tí hộ đây. Flash tiếp anh ơi. Không sai. Ờ, từ. Hey. Phải lát lồn gì đây? Địt mẹ game ném phải lát vãi cả lồn à. Đừng ném cái lồn gì cả. Cứ chạy vào thôi. Địt mẹ vãi cả lồn. Địt mẹ vào bom cứ mở lát này. Sợ vãi lồn. Anh kêu ném vào gì nhá? Địt mẹ ông nào ném một phải lát giữa mặt em này, khổ vãi lồn. Địt con mẹ trắng như âm hộ trịnh dậu luôn. Địt mẹ đi mê lòng đây em ơi. Vãi lồn, ta tích bóng ném gì, ném địt mẹ hết bom này bom kia mệt vãi lồn. Nó tiếc tiền, nó phải ném mua rồi. Một thằng trong lầu, giết thằng này về bê luôn. Một về bê luôn. Chết nhá. Cái kia ram sao nhỉ. Về bê luôn. Chạy đi. Tham, chạy thôi, nó trong bê cẩn thận. Vào tham, vào. Ủa, đặt bom vào. Ở luôn, cầm bom. 5, đặt. City chết rồi. Trong bom. Sau thùng ba. Sau thùng đấy. Ném quả lửa vào đấy, em ơi, em một quả lửa sau cái thùng gần đấy. Đấy cái thùng câu, thùng bên phải đấy.
Biết thế xếp bé cơ dùng. Vãi luôn. Cười cái lồn. Quá cao lên đây. Cứ cầm bom về bê ra ngoan. Anh em mình phải bắn như áp chả lít. Hiểu không? Cái mẹ phải không cho chúng nó một cơ hội nào thắng. Đấy, chuẩn bị anh em đặt bom xong bắt đầu quay về đây tổ chức hiếp dâm tập thể nhá. Biết không? Mấy anh em có hay đọc báo không? Mấy cái vụ hiếp dâm tập thể trên báo ấy. Đấy, bịt mẹ bây giờ tổ chức này. Nó trong A này. Nào, về. Tất cả điều động toàn bộ con số. City á. Điều động hiếp dâm tập thể thôi. City cái lồn ở đây. Bay lồn. Lừa đảo bay lồn. Thì con mẹ. Ở đâu ấy? Nó ở đây, nó ram. Ít con mẹ tôi có một bảo không nào mà bị bốt láo. Bay lồn. Ít con mẹ. À, chả lít đọc City nó ở ram. Bay lồn City. Ít con mẹ sợ bay lồn. Mẹ nó chốt câu City vuông đét. Kìa kìa, nó nhảy vào bên sau lưng. Rồi xong bên sau lưng kìa. Đây rồi, HP. Ôi, đi con mẹ mày. 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 Ôi, đi con mẹ. Xuống kia lồn. Sọt hay viên đéo chết kìa anh.